cập nhật thông tin về vụ cướp xe taxi tại Phủ Lý, Hà Nam. Vào tối ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ án trên khi hắn đang lần trốn tại nhà. Tuy nhiên, theo những thông tin được người dân cung cấp, đối tượng này từng có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã từng phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Trước đó, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Phủ Lý tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1982, trú tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, lái xe taxi mang biển kiểm soát 90A 03131. Anh Vượng cho biết có chở nam thanh niên đến khu vực xóm 7, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, thì bất ngờ bị tấn công, xiết cổ vào ghế lái. Anh Vượng đã cố gắng chống trả và may mắn thoát ra ngoài. Nghi phạm cướp xe taxi rồi phóng chạy mất. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phủ Lý đã huy động lực lượng, phương tiện để điều tra, truy bắt nghi phạm theo dấu vết nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 4, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đã phối hợp với công an huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định, bắt giữ được người gây án là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1983, khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà thuộc tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định. Thu hồi chiếc ô tô mang biển kiểm soát 90A03131, ba điện thoại di động và 1 triệu đồng. Tuy nhiên quá trình bắt giữ, nam có biểu hiện bị kích động hoang tưởng. Theo chính quyền địa phương và gia đình, nam có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện. Hiện công an thành phố Phủ Lý tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đã có rất nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra mà hung thủ là người có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý, gây án trong trạng thái không kiểm soát được hành vi của mình. Điều này cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý chăm sóc những người có biểu hiện tâm thần của chính gia đình người bệnh và các ban ngành chức năng tại khu vực để lại hậu quả nghiêm trọng cho những người xung quanh